Mặc dù đã được cảnh báo nhưng tình trạng lừa đảo chuyển tiền trực tuyến vẫn diễn ra rất phức tạp. Có trường hợp người bị lừa mất số tiền lên đến hàng tỷ đồng bởi thủ đoạn các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi. Người dân, đặc biệt là người bán hàng hay là các nhân viên thu ngân, cần lưu ý điều gì để tránh sập bẫy lừa đảo chuyển tiền trực tuyến? Giải pháp công nghệ nào có thể áp dụng để hỗ trợ các cơ sở kinh doanh phòng chống việc lừa đảo trong các giao dịch chuyển tiền qua mạng? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống này, chị Trang là nhân viên thu ngân. Chị cho biết, sai sót thiếu hụt khi thu tiền khách trả rất dễ xảy ra, nhất là khi nhà hàng đông khách và khách hàng chuyển khoản. Nhưng nay nhờ có giải pháp này, chị đã thực sự yên tâm. Thanh toán thành công 175.000 đồng. Từ khi có hệ thống này, mỗi khi khách thanh toán là loa sẽ thông báo luôn đấy ạ, và rất là tiện ích ạ. Hệ thống loa thông minh kể trên là ứng dụng giải pháp quản lý và thông báo thanh toán tức thời, được kết nối trực tiếp với hệ thống ngân hàng số của các ngân hàng. Đơn vị cung cấp giải pháp này cho biết, mỗi khi có khách chuyển tiền mua hàng thì ngân hàng của người bán hàng sẽ nhận được thông tin chuyển khoản. Ngay sau đó, thông tin này sẽ được ngân hàng cung cấp cho ứng dụng để ứng dụng chuyển tiếp cho thu ngân hoặc chủ cửa hàng dưới 3 hình thức là tin nhắn từ ứng dụng trên điện thoại thông minh, hiển thị thông báo trên màn hình máy tính có cài đặt ứng dụng và đặc biệt là thông báo số tiền chuyển khoản giao dịch thành công qua hệ thống loa thông minh. Hay như với ứng dụng sổ tay an ninh điện tử của công an quận này cũng là một giải pháp. Chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR tại các địa điểm công cộng là người dân có thể nhắn tin tố giác tội phạm hay cập nhật thông tin về các chiêu thức lừa đảo qua mạng. Tuy nhiên, theo các cán bộ công an cơ sở, điều quan trọng vẫn là mỗi người dân cần luôn đề cao cảnh giác. Chúng tôi khuyến cáo người dân là khi mà thanh toán trực tuyến, thì khi nào mà nhận được tin nhắn thông báo từ ngân hàng, báo biến động số dư và tiền vào tài khoản, thì lúc đấy chúng ta mới thực hiện giao dịch mua bán để tránh bị lừa đảo.